hôm qua sinh nhật anh Xu không có gì tên, nay tới sinh nhật Đạt có bánh bột lọc rồi có trà sữa đồ. Nhưng ôi Đạt tự mua đi. Cái nhân châm xào, châm ghim xong này mọi người. Giờ để cho nó nguội cái đi. Hả? Xong rồi đó. Thôi, nặng bao nhiêu đây còn rồi, nặng bao nhiêu đây là mát của tôm rồi. Múc nhân ra đi, chuẩn bị lên cho nắng bánh nè. Nè bưng đi bưng đi. Ê còn đây mấy con tép nè. Đẹp quá. Ừ đó đúng rồi, mỏng mỏng tí anh Tân. Làm cho bỏ vô cái bọc nè để nó khô bột. Đó đúng rồi, bác làm đúng rồi đó. Nghe má ơi, cho mỏng mỏng đi. Rồi xong rồi ịnh cái ly vô dặn cho nó cùng một size một. Chứ nhiều người nặng quá mà nặng hồi tùm lum size hết trơn. Thế gửi định vị là biết à. Đó. Dây nhôm hả? Hai cái. Hả? Ba cái xong rồi bắt đầu bỏ nhân vô nè, bỏ tép vô lội nước gì có sao vậy chăm lội, đừng có cho lòi, cố gắng đừng cho lòi, lòi một hồi là nó bể cái bánh không còn đẹp nữa, không còn ngon nữa, ý là nước ở trong con tôm ra em làm không có bị nè. Bây giờ tôi thèm cơm nóng với ăn với tốt quá. Chị phải, chị phải cố gắng lấy cái tay nâng niêm nó cho lên nữa, thấy chưa, nhìn em nè, có cơm ăn gì. Đó, lấy cái tay bóp cho sát, sát mí lại. Nè, được rồi đó, đúng rồi đó. Xong một cái bánh. Nói không, thấy em lấy cái ly cái nó đều có một size một không? Khỏi ai nặng cái bự cái to, khỏi phiền. Em lên cái bàn dài, lên cái bàn dài cho dễ làm. Ở đây cái bàn tròn khó làm muốn chết luôn. Thôi bà lên đỉnh bột, lum lum nó mệt. Để tôi lấy cái thớt cho nó khô chưa mới được. Tức quá đi. Vô lao đi. Thôi em làm cái khâu nắng bột này được rồi nè, em thích làm thôi. Chủ yếu là lấy cái tay bóp cái mấy bột cho nó dính thật là chặt á, lấy cái tay đi sâu vô một xíu đặng cho nó dính cái giạc lại vậy nè, đặng hồi nó không có bị bung. Đó, sao nó nắng đẹp ghê không? Lật lại. Mấy người ta nắng cái bánh không? Mọi người nắng cái bánh một hồi nó bung hết trơn luôn, là khỏi ăn luôn á. Khô. À, tại giờ không chiếu một. Anh Tân làm bột mỏng quá rồi, dày lên một chút xíu làm đúng theo tỷ lệ, đúng cái cục bột của Nhi nó phanh á. Mùa hè về kêu trên Canada. Sáng giờ không ai nhắn tin cho tao, tao buồn quá. Để tao xong rồi tao nhắn tin cho mày. Chắc tao có à. Sáng giờ tao trông mà tao chưa thấy. Kéo qua, kéo qua.